Như vậy là em đồng ý rồi đúng không? Tôi không biết đâu em nhá. Không cần phải trả lời ngay đâu. Trả lời anh sau cũng được. Như anh già rồi, anh không chờ đợi lâu ở đâu. Đừng để mày chờ lâu nhá. Mà mấy cái màu ông Huy yêu cầu á, em có tìm được không? Trên đời này chỉ có những thứ mà Ly muốn làm, còn những thứ mà Ly không làm được ấy không có đâu. Tình vì nó vừa rồi đấy. Nói được là phải làm được nhá. Vâng. Cố gắng lên. Nếu mà thắng, anh sẽ có thưởng. Qua nhà trọ của Tú, định mang cho nó một ít thức ăn. Em lo cho Tú cũng như là mẹ lo cho con ấy nhỉ? Ừ, thì Tú khác gì người thân của tôi đâu. Nó đang gặp khó khăn như thế, làm sao mà tôi bỏ rơi nó được. Thì đi trước nhá. Anh đi cùng luôn. Có cùng đường đâu. Kệ, không cùng phải cùng. Xong việc của anh qua đón nhé. Con gái về muộn không an toàn đâu, biết không? Ok. Thôi
Anh đi về đi. Em vào đi. Anh đi trước đi. Anh đi. Anh đi trước đi. Dạ đi nha. Bao giờ đến sáng mai để gặp em nhỉ? Nhìn em hớn hở ra gặp anh thế này làm anh xúc động đấy. Muộn rồi, anh còn tới đây làm gì? Cả một ngày bận rộn làm việc, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh cả. Em không sợ anh tổn thương cả. Tôi tập trung cho cuộc thi. Anh là ông chủ, anh phải vui mừng chứ. À, tức là cố gắng để được vào nhà hàng làm, để được gần anh đúng không? Em lại làm anh cảm động quá đấy. Bố. Ai đấy? Người ta hỏi đường ấy mà. Ngõ cụt và lạc vào đây làm người hỏi đường. Sao mà con biết được? Để bố ra bố hỏi xem ai mà hâm. Thôi bố ơi, trở lại lên nhà đi. Gió rất bố em mặc.